Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của cơ quan tòa án tại thành phố Đà Nẵng. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Trong những năm qua, các cấp chính quyền thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính cơ bản đảm bảo đúng quy định pháp luật về căn cứ, trình tự, nội dung và thẩm quyền. Số lượng quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện tại tòa án các cấp trên tổng số quyết định hành chính, hành vi hành chính chiếm tỷ lệ nhỏ. Các quận huyện của thành phố trung bình trong 3 năm từ 2019 đến 2021, mỗi ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện ban hành khoảng 20.000 quyết định hành chính. Số vụ bị khiếu kiện tại tòa án là 42 vụ, chiếm tỷ lệ 0,03%. Buổi làm việc cũng ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân bị khiếu kiện, cũng như việc thi hành án hành chính liên quan đến quyết định hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nội dung thảo luận cũng như những nỗ lực của các đơn vị trong thực thi công vụ thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, thẳng thắn nhìn nhận những mặt chưa làm được, đồng thời kiến nghị Quốc hội một số vấn đề về nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật trong thời gian đến. Kiến nghị Quốc hội tiếp tục có cái chủ trương hoàn thiện pháp luật, nhất là những vấn đề về quy trình ban hành cái quyết định hành chính, rồi cái chế tài xử lý nếu như mà ban hành sai quyết định trái pháp luật thì phải có chế tài cụ thể, thì cũng cần có quy định cụ thể hơn. Cái thứ hai nữa là tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố, những mặt làm được trong việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của cơ quan tòa án tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của đơn vị liên quan trong quá trình thảo luận. Những nội dung thông tin thu thập được qua cuộc giám sát này là cơ sở thực tiễn có ý nghĩa quan trọng giúp cho Ủy ban Tư pháp trong việc đánh giá đúng về thực trạng tình hình chấp hành pháp luật của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án quyết định hành chính, làm căn cứ quan trọng để thẩm tra các báo cáo công tác tư pháp của năm 2022. Đoàn công tác cũng xin được tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan hữu quan, đặc biệt là những cái kiến nghị mà liên quan tới việc mà sửa đổi, bổ sung luật tố tụng hành chính, rồi là những cái ý kiến, kiến nghị mà liên quan tới cái tổ chức thi hành pháp luật về cái việc mà tổ chức các cái phiên tòa trực tuyến, rồi là ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc mà giải quyết xét xử các cái vụ án hành chính. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết, qua giám sát vẫn ghi nhận một số hạn chế trong chấp hành luật, trong giải quyết các vụ án hành chính của các cơ quan hữu quan tại thành phố, cũng như việc giải quyết xét xử các vụ án hành chính của Tòa án Nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Chính vì vậy, các đơn vị cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng thời rà soát lại số liệu đảm bảo chính xác và sớm có báo cáo lại cho đoàn giám sát.